Chào mọi người nhé, chào mừng anh em quay trở lại channel của mình. Chúc mọi người ngày mới vui vẻ và chơi game thật là sảng khoái nhé. Chào mọi người nhá, đừng quên nhấn like và đăng ký kênh chia sẻ giúp mình nhá. Chào Mã Phương nhá. Lô cái bô em ơi. Chào Trinh Lê, chào Kiệt Nguyễn nha. Mọi người đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình nhé. Ai có nhu cầu cày thuê thì mọi người cứ inbox Facebook cho mình nhá, link Facebook dưới phần mô tả nhá. Trận sau gì em ơi, không kịp đọc đâu. Chào Phúc nha. Chỉ đánh hạng thôi em ơi. Rồi, chiến công đầu hay đấy. Thank you.
Lôi bạn ơi, nó đường rồng bây giờ. Không nhìn cái hết nhanh vậy. Cái này bị cá mất, cái hết mất mạng đấy rồi anh em ơi. Cách tốt nhất là mua máy mới em ơi. Rồi, phải tìm tôi ạ. Về anh em ơi. Chào dâu béo nhá. Chạy đâu em yêu? Mới có 201 thôi á. Mẹ không ăn thua anh em mày. Không dám mang trụ luôn cả mấy thanh niên nhát vậy. Ai chơi nhập y tế phòng rồi nhá.
Đúng rồi, chưa hết pin em ơi, còn chơi. Và cũng tùy thuộc vào combat của team, nếu mà biết combat thì vẫn ăn được thôi. Thắng thua tại combat đấy. Phối hợp thôi. Ai chơi thì nhập EA phòng rồi nhá. Xiaomi Redmi 4X nha em ơi. Ai muốn cày thuê thì mọi người cứ inbox Facebook cho mình nhé. Offline stream sẽ trả lời tất cả nhá. Cánh rừng bạn ơi, mất rừng của mình bây giờ. Rồi AFK hay lắm. Phải gì cơ em ơi, không đọc kịp comment đâu. Nè, gặp trẻ trâu nó phá rồi anh em ơi. Mẹ, không kịp chạy luôn kìa. Bị dồn sát thương kinh quá, dính cái pha chí mạng này chết bây giờ.
Thanh niên solo khéo chết bây giờ bạn ơi. Mẹ ăn pha chí mạng anh em ạ. Búp cái vào đầu đi luôn, không kịp chạy ấy. Quả đấy chủ động thêm tí nữa, nếu mà xông lên đánh là ăn được hai thanh niên đấy rồi. Đẩy lính lên mẹ. Mẹ gặp trẻ trâu nó phá anh em ạ. Đùa không đẩy lính lên, cứ đứng 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 ở đây như thằng áo đá vậy. Khó chơi quá, đã gặp AFK rồi đánh luôn không biết phối hợp nữa. Rồi hai thằng tạ ở đường rồng đến mệt thôi. Mày á, láo à? Tuổi gì bạn ơi? Tí chết anh em ạ. Tí ngòm củ tỏi rồi. We'll be right back.
Gặp cái đồng đội nó khôn quá anh em ạ. Đánh đã gà rồi còn cố tranh blue nữa. Rồi, cầm AD di chuyển như đúng rồi luôn. Không hai một ba. Về đi bạn ơi. 6-1 mình gồng gánh quá à, kinh rồi. Kinh công anh em ơi. Ôi. Mẹ bị thằng ngộ không có tóm không nhảy vào trừng trị được anh em ạ. Thua rồi. Bị thằng ngộ không nó khống chế mình ulti không được vào con kinh công ấy. Một ba một bốn và gặp thêm AFK mẹ nó. Ôi ôi AD ôi mẹ. Hết mana nữa chứ anh em ạ. Và đấy mà không hết mana là ăn được rồi. Vãi cả team di chuyển ạ. Không một từ gì mà nói anh em ạ, mấy thằng trẻ trâu này.
Rồi. Cứ không có mình là y như rằng thua. Đúng rồi, đến mệt cho mấy thanh niên này thôi. Rồi chúng nó chết xong rồi chúng nó bảo dừng ham ạ. Rồi trẻ trâu Batman này. Liên hoàn choáng anh em ạ, team bên kia nó choáng kinh quá. Mẹ thằng AD ngu, nó đi lẻ thì đến chịu nó thôi. Mẹ thằng AD nó đứng ở đường giữa nó đi một mình ạ. Thua đi, cái trận này mình mệt lắm rồi, không thể gồng gánh được nữa. Rất là mệt cho những cái thành phần này anh em ơi. Mày à, rồi chúng nó không đầy đường luôn ạ. À, mình cầm AD ăn rồi chỉ đi đầy đường thôi. Bét riu tranh rừng. Không đầy đường luôn. Toàn thánh rồi anh em ơi. Đánh đi, mình đến nơi rồi còn chạy về. Thank you.
Thank you.
暂时避不住还辽阔，我会牵着你的手，身上的全部接受。我靠近你的耳朵，擦的一样。Trong lòng ôi sao xót xa, vì sao khoảng cách tới ta xa quá, biết đâu tình yêu ta mau nhạt nhòa. Vẫn nơi đây chỉ còn mỗi anh và ngày buồn mang theo cơn gió lạnh. Bao thử thách vẫn ở phía trước, liệu rằng ta có vững bước vượt qua. Chỉ là vài câu yêu thương thế thôi, bao đêm dài mi cay đắng môi, chỉ biết lặng im ơi sao bối rối. Dẫu cho giờ con tim rung động rồi, bàn tay ấm anh rất muốn nắm, không bao giờ buông qua bao tháng năm. Làm sao cất tiếng nói anh yêu em nhiều lần. Nói với em, chúng ta quen nhau lâu rồi. Từ lần đầu tiên đôi ta gặp nhau, thật sự thì anh cũng có biết đâu rằng mình sẽ đến bên nhau nhanh như vậy. Nhìn đôi mắt sáng lung linh, đã bao lần làm anh phải quên đi bản thân mình. Dù trời mưa rơi, cho anh cảm giác ấm êm và xua tan hết chơi vơi. Chờ đợi bao lâu anh không nói ra, nghe trong lòng ôi sao xót xa, vì sao khoảng cách đôi ta xa quá, biết đâu tình yêu ta mau nhạt nhòa. Vẫn nơi đây chỉ còn mỗi anh và ngày buồn mang theo cơn gió lạnh. Có thử thách vẫn ở phía trước, liệu rằng ta có vững bước vượt qua. Chỉ là vài câu yêu thương thế thôi, bao đêm dài mi cay đắng môi, chỉ biết lặng im ơi sao bối rối. Dẫu cho giờ con tim rung động rồi, bàn tay ấm anh rất muốn nắm, không bao giờ buồn qua bao tháng năm. Tại sao cần tiếng nói anh yêu em nhiều lần. Chỉ còn mỗi anh và ngày buồn mang theo cơn gió lạnh. Có thử thách vẫn ở phía trước, liệu rằng ta có vững bước vượt qua. Chỉ là vài câu yêu thương thế thôi, bao đêm dài mi cay đắng môi, chỉ biết lặng im ơi sao bối rối. Dẫu cho giờ con tim rung động rồi, bàn tay ấm anh rất muốn nắm, không bao giờ buông qua bao tháng năm. Tại sao cần tiếng nói anh yêu em nhiều lần. Trong đời anh rất yêu em.
Ngày không em lòng anh từ đâu ra
cứ nói đừng quá yêu, người ta cứ nói đừng quá tin, tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ trong mỗi cuộc đời. Đừng nên cố gắng tìm thấy nhau, đừng nên cố bước cùng nói đâu, tình yêu có lúc cũng tự tìm đến với ta trong đêm tối không. Thời bao thương mến, mong mắt em sau hôm nay buồn phiền.
và chia tay nhau thì tình này đang say đắm. Mời em ra đi ngôi nhà này còn đủ lắm. Anh còn cho em hết bao kỷ niệm thương tâm. Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em. Ngày không nhớ nhau tình yêu đó em mong em là tất cả và muốn anh luôn bên nhau không bao giờ xa xa. Mong rằng anh vô lòng bạn đâu anh cũng đã xa rồi.
khi bắt đầu. Tình là nhớ, mỗi sao thật sớm chạm vào tim sẽ đau. Thật lòng muốn hỏi người một câu, ta sao thuộc về I'm gonna make you mine.